Xin chào tất cả mọi người nha, đến kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ có mà có ba cây hải châu mới về nha mọi người. Demo home hôm nay mình sẽ làm cái clip để mình quay lên, nếu mà ai cần thì liên hệ cho mình nha mọi người. Thì mình quay tổng thể số đo cho mọi người, số đo của cái cây hải châu lớn này nè trước nha mọi người. Cây lớn này thì hành gốc của nó là gần 60 nha, khoảng 57-58 mình đo tính từ chỗ này nha, còn lên trên này là 50. Rồi lên cao trên này khoảng 80 cm đó là có một thân lên, một nhánh lên nha mọi người. Lên tiếp nữa là ở trên này có một chi nhỏ nữa nha mọi người, tính từ ở trên đầu ngọn mà xuống tới dưới này là 2 m. Đấy, 2 m nha. Còn mình đo tán ngang là mình đã đo rồi, nhưng mà từ bên này mà qua bên này đỡ gốc ngang hành gốc nha mọi người là 70 nha. Còn ngang từ bên này qua bên này là 60 nha mọi người. Rồi mình quay tổng thể sơ cái coi cho mọi người xem nha. Rồi bên này thì hướng bên này vì nó có cái eo lách chỗ này lên đó nha mọi người, rất là đẹp nha mọi người. Rồi đó là bên này là nó ngã đổ qua này chút xíu này, bây giờ nó có cái eo lên đây, eo giật ngược qua đây. Đấy, hành chỗ này là 40 nha mọi người, hành ở cái đoạn trên cao này là 40 nha. Rồi đây là cái cây lớn nha mọi người. Nó chuyển qua hai cái cây nhỏ này. Cây nhỏ thì cây nhỏ lung lực này nè nha mọi người. Cây này thì hành gốc mình đo chỗ này là 30 cm nha, chiều cao là hơn 20 thôi nha mọi người, 21-22 thôi nha. Hiện tại đang đế là 40. Đế ngang đây là 35. Rồi cái cây đây thì chiều cao nó là có 60. Hình gốc chỗ đây là 28 cm nha mọi người. Gốc đây là... Rồi ba cây hải châu này nếu mà ai cần thì liên hệ qua số điện thoại 0345 667 599 nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.